Này là ao bờ ôm nha cả nhà. Ao bờ ôm bằng kia là ao vuông á. Cái gốc cây to to không? Đây là cái nấy à. Như là cái ao chứ. Thường là mình đi bữa thứ bảy chủ nhật mới có người ta nhiều. Trong đây là thường cái mùa nghỉ hè của học sinh á. Là học sinh của các tỉnh về đây tham quan chơi. Đây mát. Đây mới mưa tạnh ở ít người. Ngày mưa, trời mưa. Mưa mới tạnh ở ít người chứ. Với thứ bảy chủ nhật vẫn có đông. Với là ngắm mấy ngày lễ nữa. Lễ ốc bóc có đông. Hả? Lễ ốc bóc á, ta lên đây ta chơi rất tự chơi. Rồi tới ốc bóc. Dạ bây giờ lúc nào chả có. Cây nào cây nấy ta nói chắc mấy trăm tuổi hả thằng ha. Này lâu năm rồi. Bức cao rồi còn. Quá trời cái cây luôn. Nãy giờ mình chưa hết vòng ao vuông. Chạy tới đó cái mình quẹo xuống ao sen. Bây giờ mình chưa hết vòng đó, cái này đi bộ đi không nổi đâu hết ta. Phải lâu. Mình chạy xuống cái vòng ao sen. Trên tay còn mà. Hả? Trên tay còn mà. Chưa giáp đâu. Bây giờ chạy vậy mà chưa giáp vòng nữa. Chưa giáp nào giáp. Chưa giáp đâu. Đây tới cái ngày là học sinh mấy tỉnh khác qua đi xe đò không đi dài chiếc vậy đó. Ba bốn chiếc xe đò vậy. Chiếc xứ khác lại đây hay lại đang tham quan, cái này là khu di tích của A Bờ Ôm. Thứ bảy nhật thì nó đông, còn bữa nay thứ sáu hết chứ cái trời mưa mới tạnh vậy. Mới hết mưa vậy.
ta đục mưa ta vô quán ta ngồi hết. Xuống có một cái ao. Cái ao này là nó không có sen, nó cũng có nè. Như mới lên lỡ như sao. Súng cây nhỏ nhỏ anh ta ha, có gương nữa thằng. Bây giờ cái này là làm hồi xưa thôi, giờ cái trang nhảy chứ đâu sửa mà để cho cái đường đi đan này đâu ha, cái khu di tích mà. Cây này chặt chắc là nước vô chặt hết đó. Để luôn vậy hả? Nãy giờ mình đi chưa giáp với cái hồ luôn. Cây này cái nước còn mấy người ôm ha. Bên đây xe nhiều hơn bên kia ha. Đây nhiều xe nè, nãy bên kia ít nè. Là xe nó muốn héo nó này. Cái già nó héo, cái kia nó mọc lên. Cái hồ này sâu hết ta. Chạy giáp mấy chưa? Mình chưa giáp nữa. Cái hồ chạy nãy giờ mình chưa giáp nữa. Thank you.
cây đẹp hay gốc không đẹp. Được rồi.